Xin chào các bạn và chào mừng các bạn một lần nữa quay trở lại với channel của Hezone. Và ở lần này thì sau khi nhận được khá nhiều tin nhắn này cũng như các bạn đã hỏi trực tiếp trên kênh của Hezone là tại sao anh chưa review Original Clay bản mới nhất 2020 đi. Và chính vì vậy trong clip này Hezone sẽ review sự trở lại của một huyền thoại Original Clay 2020 với mùi hương đặc trưng đấy là... Một lần nữa quay trở lại vấn đề chính. Thật ra khi mà mình thay đổi các mùi hương dần qua các thời kỳ của Original Clay và cũng nhận được rất nhiều ý kiến thích, rất nhiều ý kiến chê, nói chung là nó cũng là hai chiều cộng lại. Nhưng mà tuy nhiên để một người theo mình, theo gu của mình cá nhân thôi, nếu mà khi các bạn dùng nước hoa cơ thể thì mùi hương trên đầu không nên là một mùi hương quá mạnh. Bởi vì khi như thế thì khi bạn mặc hay là bạn xịt lên người thêm cái mùi nước hoa mới nữa thì nó sẽ làm thành ra một mùi rất là hỗn độn. Nhất là khi bạn không biết các tầng mùi này, hay là không biết các độ nóng hay là độ ngọt của các mùi nó có tương khắc với nhau không. Chính vì lẽ đó ấy, thì Original Clay 2020 hay là từ bản trước đó mùi collagen được đa số mọi người rất thích. Bởi vì hai lý do chính, mùi chủ đạo cola thì nó rất là dễ đeo lên người. Và thực tế ra thì mùi cola này nó không quá tỏa, nó không quá ngọt, nó không quá làm nóng. Nó là mùi khá trung tính, cho nên là các bạn để thấy là khi sử dụng mùi cola như vậy thì các bạn có thể hoàn toàn thỏa sức lựa chọn các loại nước hoa, chỉ cần nó không quá đặc trưng, ví dụ như là các mùi đặc trưng hương gỗ hay khói gì đó. Mà đi mùi cola thì nó sẽ cảm giác là trên dưới nó không giống nhau. Và nếu nhắc đến cái mùi nước hoa dễ dùng kết hợp với cả mùi cola này, có thể kể đến các loại nước hoa phổ biến, ví dụ như là Dior của Armani này, hay là Bleu de Chanel hoặc là Dior Sauvage đều đi khá là hiệu quả cùng với cả mùi collagen. Ok, và quay trở lại cái vấn đề hiệu năng của Original Clay thì ở bản 2020 này, hiện tại mình đã tối ưu sản phẩm để độ dít sản phẩm ở mức vừa phải và luôn luôn lên tay là nó có độ ẩm nhất định để khiến cho anh em dễ dàng apply hơn và tăng lượng sử dụng sản phẩm hơn. Có thể nói ở bản 2020 mainline này, tự trở lại huyền thoại mùi này và hiệu năng thì sẽ hợp đa số các bạn. Và nếu các bạn có băn khoăn là liệu sản phẩm này có hút dầu hay không, hay là sản phẩm lấy tóc dầu ok không, thì qua 2 năm mình làm và Original Clay bán thị trường thì Original Clay là một sản phẩm có khả năng giảm dầu trên tóc. Bởi vì thành phần có Original Clay nó là clay. Bởi vì khi có clay ở trong một sản phẩm thì nó sẽ giúp cho việc đấy là tóc cảm thấy khô hơn, cảm thấy sạch sẽ hơn trong suốt ngày dài, vì clay nó sẽ hút nước trên tóc bạn. Cho nên đối với các bạn mà đang băn khoăn là tại sao sản phẩm này hút dầu, sản phẩm kia hút dầu thì đơn giản chỉ vì trong thành phần có clay hoặc có những hợp chất giúp sản phẩm tạo cho tóc trở nên khô hơn, vì nó hút bớt nước và hút bớt dầu trên tóc đi thôi. Thực tế ra là dầu đấy nó vẫn tích ở trên tóc bạn, chỉ là nó ở lớp bên ngoài và khiến cho bạn cảm thấy tóc khô ráo sạch sẽ hơn mà thôi. Và bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa thì mình hãy đi ngay sang phần review sản phẩm chi tiết của Original Clay Mainline 2020 với sự trở lại huyền thoại của mùi hương collagen. Ok, trước hết đi về phần packaging của Original Clay Mainline 2020 mới. Các bạn cầm hộp lên là sẽ thấy có những chi tiết được đánh chám rất là đặc biệt và gần như nó phản chiếu lại một lớp bóng bóng gì đó chạy nhẹ lên. Thì đây chính là lớp bậc UV mới mà mình đã tối ưu vào sản phẩm để giúp cho sản phẩm trở nên sang trọng hơn khi cầm trên tay. Và với cảm hứng thiết kế đó là cảm hứng thiết kế theo hướng vân đá, nó giúp cho sản phẩm Original Clay bây giờ khi các bạn cầm lên tay không còn là một sản phẩm của 2 năm về trước nữa, mà nó là một bước ngoặt và đánh dấu sự trưởng thành của sản phẩm, cũng như làm cho sản phẩm cảm giác sang trọng hơn. Và nói chung homebrew Việt Nam không hề thua kém homebrew nước ngoài ở phần thiết kế packaging. Tiếp theo, khi các bạn mở hộp đã có thể thấy dòng chữ hay còn gọi là slogan mới của Hezone, đó là Be Your Best Self, đó là hãy trở lại phiên bản tốt nhất của bản thân. Và thêm vào đó có thể thấy bên trong hộp, khi bạn bỏ hộp sát ra sẽ thấy một logo Hezone mới khá là thú vị. Và các bạn có thể thấy chi tiết logo mới này ở cả phần cạnh của hộp nữa nhé. Khi đi chi tiết vào phần hộp cầm trên tay thì các bạn có thể thấy ngay đó là lớp UV của ngoài vỏ cũng đã được mình sử dụng vào bên trong sản phẩm Original Clay. Ở phần bề mặt tem trên cũng đã có thể thấy, nếu mà đánh qua các cái độ sáng khác nhau thì đã thấy sự lấp lánh của các dòng chữ rồi. Và tương tự như ngoài vỏ hộp, đi bên trong mình cũng thiết kế tương tự như khuynh hướng của vân đá. Về phần mùi hương của sản phẩm Original Clay này thì như mình đã nói từ đầu video, đây là một sự trở lại cùng huyền thoại, đó là mùi collagen đặc trưng dành cho Hezone. Khi các bạn mở nắp sản phẩm ra và làm hơi thật sâu à, bạn thấy đây chính là mùi cola. Nhưng đây là mùi cola mới, nó không hề
giống như mùi cola cũ, nó chỉ là đặc trưng mùi cola của Hezon thôi. Nó đã không còn quá nhiều tông quế, mà thay vào đó đây là mùi cola hết sức ngọt ngào và có độ trộn của cả mùi vani và mùi cam và chanh nữa, nên là làm hơi thật sâu và bạn sẽ cảm nhận rất là rõ mùi hương này. Về phần chất sáp thì Olive Clay không thay đổi quá nhiều, chỉ là độ đặc của chất sáp có thể thay đổi một chút qua các bản thôi. Và chất Olive Clay vẫn cực kỳ dễ lấy và mềm khi các bạn lấy thẳng thịt ngón tay, nhưng mình khuyên là các bạn thể lấy ngược lại, lấy phần móng tay đẩy lên để cho đường sáp đẹp và nhìn nó nghệ nhất có thể. Về phần breakdown thì sản phẩm vẫn breakdown tan hoàn toàn ra tay nếu bạn lấy một lượng sáp vừa đủ và để ra giữa lòng bàn tay, đánh nhẹ bằng hai ngón tay và sau đó đánh bằng cả bàn thì sáp sẽ đi vào lòng bàn tay bạn. Và đương nhiên sáp sẽ không khô lại trước khi bạn apply lên tóc đâu. Trước khi sấy, các bạn cần phải biết là kiểu tóc bạn muốn để là gì. Đối với các kiểu đầu nuôi size hay là long trim hay taper như mình mà có phần size cần sấy thì trước hết bạn hãy sấy hai size vào trước. Luôn luôn sấy hai size vào nếp trước khi sấy các phần còn lại. Đó là đầu tiên là sấy hai size, sấy ra đằng sau hoặc sấy theo hướng tóc bạn muốn điều chỉnh hay làm sao để tóc nó tối đa ôm vào sọ để cho nó không bị xù xì ra, để làm tóc trở nên khá là xấu và trông như kiểu gần như chưa cắt. Tiếp theo đó là sấy lên phần gáy. Gáy cũng rất là quan trọng bởi vì gáy không muốn nó bị bẹp quá bẹp vào đầu, nên về cơ bản các bạn sẽ phải sấy nhưng vừa phải đẩy tóc ngược lên phía trên để cho tạo độ bồng tự nhiên cho phần gáy. Và cuối cùng đó là phần trên đỉnh. Phần trên đỉnh thì có thể có nhiều bạn thấy trên mạng hay là các cái salon thì mọi người có thể sấy thẳng cũng được, nhưng đối với những người ở nhà tự sấy hay sấy hàng ngày thì bởi vì tóc dài sấy rất lâu khô, cho nên nếu muốn nhanh hơn thì các bạn hãy sấy nó ngược xuống phía dưới, đó là sấy từ đỉnh đầu sấy xuống để cho tóc nó úp hết xuống mặt, làm cho tóc trở nên khô từ trên khô xuống luôn. Sau đó mình hãy úp ngược lên và sấy theo hướng tạo kiểu mong muốn. Quá trình này sẽ giúp việc sấy tóc trở nên khô rất nhanh và nó không tốn quá nhiều thời gian khi bạn chia từng layer. Và tốt nhất nếu khi bạn sấy không sai hay là sấy như mình đang làm chẳng hạn thì bạn hãy để đầu sai part, hoặc các bạn có thể để đầu pompadour không sai. Còn các kiểu đầu mà phải chia sai thì mình không khuyến khích sấy theo cách này, bởi vì rất dễ làm phần sai nó bị bung chìa và trông nó không mượt mà như khi bạn chia hẳn từ ban đầu và bạn sấy bẹp phần sai của nó xuống. Khi apply Original Clay bản mới lên tóc thì có thể thấy đó là độ dít của sản phẩm đã giảm đi đáng kể so với bản Original Clay Test 2020. Bản đấy mình làm thiên về khô, còn bản này mình sẽ làm Original Clay đúng với bản chất của nó. Nó có một chút ẩm để anh em sử dụng mà tăng lượng cực kỳ dễ chịu. Trong quá trình apply thì có thể thấy là độ dít sản phẩm Original Clay vẫn có, vẫn đâu đó, nhưng nó ở ngưỡng khá thấp, nó chưa đến mức trung bình. Để đảm bảo là độ dít này chính là độ kết dính em cần thiết khi sử dụng sản phẩm tạo kiểu. Độ giữ nếp sản phẩm sau khi hoàn thiện bằng khoảng hơn 1 scoop hoặc gần 2 scoop với sự trợ giúp của một lọ pre-style kỳ lạ như mình vừa sử dụng ban nãy, thì có thể thấy hiệu năng lên hoàn toàn ở trên ngưỡng firm với thời tiết hiện tại Hà Nội, đó là vào tháng 10. Nó hơi khô một chút, nó làm cho sáp cứng hơn một chút, nhưng mà tuy nhiên nó cũng không quá khác biệt lắm, không tạo sự khác biệt quá nhiều, bởi vì thực ra đây là thời điểm giao mùa, nó cũng vừa khô nó cũng vừa nóng nữa, nên là chất sáp nó sẽ ở mức giữa, nó không phải như là so sánh giữa hiệu năng mùa hè và mùa đông thì nó sẽ là một sự khác biệt hoàn toàn. Nhưng về cảm quan chung thì có thể thấy Olive Clay nó sẽ không bị thay đổi quá nhiều do thời gian và không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hay là mũ bảo hiểm nhiều đâu, bởi vì khi restyle lại thì gần như độ giữ nếp Olive Clay vẫn ở đó. Form của sản phẩm có thể thay đổi một chút vì đã khô đi một lớp nước cũng như khô đi một chút về sản phẩm rồi, nên sản phẩm bây giờ về hoàn toàn tự nhiên. Nhưng tuy nhiên khi lùa tay lên tóc thì các bạn này cảm thấy đó là sản phẩm vẫn ở trên tóc và vẫn rất dễ dàng để restyle. Về độ bám mùi của Olive Clay thì sau một ngày dài hoạt động mình có thể thấy là mùi hương nó sẽ lưu ở độ ổn định trong khoảng tầm từ 4 đến 6 tiếng thôi. Và từ 6 tiếng trở đi thì mùi nó sẽ khá là nhẹ, nhưng tuy nhiên nếu mà hít sâu vào tóc hay là bạn nữ ngồi phía sau thì mình nghĩ là cái mùi hương này nó vẫn sẽ để lại dấu ấn của bạn. Về khả năng gội rửa của sản phẩm Olive Clay 2020 này thì không khác gì các tiền bối hay là các người anh đi trước của nó ở các phiên bản trước cả. Vẫn hoàn toàn cực kỳ dễ gội, đó là sau khi xả nhẹ một lần nước lã thôi thì sản phẩm đã trôi đi khoảng tầm 70-75% rồi. Và với một lần dầu gội thôi thì sản phẩm sẽ trôi sạch hoàn toàn trên tóc. Nhưng mà đừng nhầm lẫn việc sản phẩm trôi sạch hoàn toàn trên tóc, nó không lưu lại trên tóc bạn một điều gì nhé. Bởi vì thực chất ra Olive Clay luôn luôn được biết đấy là một sản phẩm tạo kiểu có khá nhiều dưỡng bên trong. Chính vì việc có nhiều dưỡng như vậy thì làm cho sản phẩm giúp dần dần khi bạn dùng một thời gian dài, các cái thành phần dưỡng của Olive Clay sẽ dần dần thấm vào tóc bạn. Và khi bạn xả đi thì vẫn còn một phần rất nhỏ Olive Clay sẽ lưu lại trên tóc.
Và sau một quá trình dài sử dụng thì mình hay là cả Hezone đều thấy đó là các khách hàng feedback sau khi dùng Moreal Clay một thời gian, tóc đã được cải thiện, tóc mềm hơn so với các loại sáp khác trên thị trường. Nó chỉ thiên về độ giữ nếp khô hay là nó không có bản chất của một loại dưỡng tốt ở trong đó như argan oil. Thì gần như khi bạn gội đầu đi, sản phẩm sẽ trôi hết sạch và không để lại gì trên tóc. Ngược lại hoàn toàn Moreal Clay được thiết kế ra để bạn có thể dùng hàng ngày và giúp cải thiện chất tóc hàng ngày. Và một mẹo nhỏ khi dùng Moreal Clay đó là khi các bạn không có pre-styling ấy, thì Moreal Clay hoàn toàn có thể sử dụng như pre-styling chống nhiệt và cho độ giữ nếp ở trên mức medium hold luôn. Gần như các bạn để tóc coma hair hay là những cái kiểu tóc đơn giản đến layer thì hoàn toàn có thể sử dụng Moreal Clay để pre, sau đó là hoàn toàn để tóc tự nhiên luôn và để nó khá là bay bổng hay là nó bị ảnh hưởng bởi gió, làm cho tóc trở nên có vẻ cực kỳ tự nhiên, natural luôn. Khi sử dụng Moreal Clay thì mình khuyên các bạn nên lấy từng scoop, nó rơi khoảng tầm từng đốt ngón tay một và đừng lấy quá nhiều để làm sao lượng sáp đánh tan ra tay ở mức vừa phải và khi lên tóc sẽ không để lại các cái nếp sáp màu trắng mà khiến các bạn phải di đi di lại khá nhiều lần. Và đối với mình thì ở lần sử dụng này mình chỉ dùng khoảng tầm 2 đốt ngón tay, 2 scoop thôi. Nhưng đối với các bạn hoạt động ngày dài hơn hay các bạn đi xa trong thời tiết nắng nóng hơn, các bạn hãy dùng thêm lừ một nửa đến một scoop nữa để đảm bảo nó gọi là cái câu gọi là thêm scoop và thêm chắc thôi. Để cảm giác khi lên tóc bạn sẽ thấy ở hiện tại đó là tóc nó sẽ hơi dính, hơi kết dính, hơi dính quá. Nhưng tuy nhiên đến cuối ngày sau khi kết dính nó giảm đi và khô đi một chút thì mái tóc đấy sẽ là mái tóc hoàn toàn thoải mái để bạn di chuyển cả ngày. Đến đây là hết clip review của Hezone về Moreal Clay 2020, sự trở lại của huyền thoại Collagen. Và các bạn để thấy đấy, về hiệu năng hay là về mùi hương, mọi thứ đã đều rất là rõ ràng. Có thể thấy đây là một sự cải tiến, mặc dù nó không có quá nhiều sự khác biệt về mùi hương, về đặc điểm, nhưng tuy nhiên các bạn thấy đấy, đó là một sự tổng hòa. Đó là khi nâng cấp liên tục Hezone thay đổi bản thân để luôn luôn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đó là mới lạ nhất, đó là độc nhất. Và ok, clip review về Moreal Clay 2020 đây là hết rồi. Hãy trở lại channel của mình để xem nhiều clip thú vị hơn về các cái tip, trick hay là đơn giản chỉ là đi cắt tóc. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video và nhớ bấm like, subscribe kênh của mình.